đừng làm hại vợ con, đừng làm hại mình nữa. Anh làm gì có đáng không? Mày im đi thằng Phản Phúc, tao giết mày. Trời ơi, lại tao liều mạng với mày. Mày tao sống chết với tụi mày. Anh Trâm, anh Trâm, ông không, chính ông là người xô chăm xuống vực. Không, ông giết người, tôi tố cáo ông. Không, chính mày, mày nên đạp ông ta xuống vực. Không phải tao, không phải tao, ông đừng nhậm máu của người. Cứu tôi, cứu tôi với. Mày nói đi. Cứu tôi. Ai giết? Mày nói đi. Tôi không tố cáo ông đừng buông tay. Tôi sẽ nói số vàng cho ông nghe. Tốt, mày nói đi. Nói. Số vàng tụi tôi chôn trong đất của ông á. Mày nói thật chứ? Cứu tôi, cứu tôi. Được, tao sẽ cứu mình. Đừng trách tao. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên án. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, thẩm tra chứng cứ, nghe ý kiến của các đương sự và kết quả tranh luận tại tòa, việc ông Trần Thịnh bỏ đi nước ngoài trong thời gian dài dẫn đến việc bỏ hoang phần đất mà gia đình ông được cấp quyền sử dụng, và gia đình ông Sâm đã đến sinh sống và canh tác trên phần đất đó. Tuy nhiên, ông Trần Thịnh sau khi trở về Việt Nam sinh sống đã có đầy đủ giấy tờ chứng nhận sở hữu hợp pháp, trong khi thời gian qua ông Sâm cũng không trình báo với địa phương để xin cấp quyền sử dụng hợp pháp phần đất trên. Căn cứ nguồn gốc đất đai theo sổ bộ địa chính điền địa lưu trữ, căn cứ lợi ích kinh tế xã hội, căn cứ dự án góp phần phát triển kinh tế địa phương đã được thẩm định và phê duyệt. Do đó, tòa phán quyết y án sơ thẩm, phần đất tranh chấp với diện tích 50 hectare đất của ông Nguyễn Văn Sâm khai phá canh tác thuộc quyền sở hữu của ông Trần Thịnh. Riêng gia đình ông Sâm trong suốt nhiều năm qua đã có công khai phá, nên phía ông Trần Thịnh phải có nghĩa vụ đền bù thỏa đáng cho ông Sâm theo luật định, hỗ trợ gia đình ông Sâm dời nhà đến nơi ở khác. Trên đây là toàn bộ văn bản gốc đã được hội đồng xét xử thông qua tại phòng nghị án. Tôi phản đối. Tôi có giấy chủ quyền đất đàng hoàng, tôi sẽ kháng án lên trung ương. Nguyên đơn có quyền được khiếu nại theo trình tự giám đốc thẩm. Buổi xét xử công khai đến đây là kết thúc, mời mọi người nghỉ. Ông, ông có sao không? Không thể như vậy được, không thể như vậy được. Tôi không thua đâu, ông cứ chờ đó, tôi sẽ kháng án. Tòa đã tuyên rồi, còn kháng con mẹ gì nữa. Khôn hồn á thì dọn đi sớm đi, tôi bồi thường thỏa đáng cho, dây dưa chỉ cho mất công. Mày muốn bứng tao khỏi vùng đất đó, chỉ có cách giết tao thôi. Giết ông chi để mang tiếng ác, trước sau gì á thì đảng cũng cưỡng chế thôi. Khôn hồn thì đi sớm đi cho đỡ quê. Mày, ông ơi, ông ơi, thôi đi về đi ông, về đi mà, đi ông. Mày cầm tiền đưa cho nó, nói nó nội trong tuần này phải dọn đi. Chú, nếu lỡ mình đưa tiền mà ông không chịu lấy, ông không chịu dọn đi luôn, mình tính sao chú? Ông cứ nói là ông mua bán giấy tay với chú Quý, em của chú, mà bây giờ giấy tờ bị thất lạc rồi, chuyện này chú cũng biết rồi đó. Nó chỉ nói càng thôi, tao biết thằng Quý em tao không bao giờ bán đất. Hơn nữa, nó biết miếng đất này là của tao mà. Biết là biết vậy, nhưng mà bây giờ chú Quý đã mất rồi, có ai làm chứng đâu. Thành ra bây giờ ông cho một hai là mình đúng.
Thiệt là gàn nhất xứ này mà. Nó gàn cỡ nào? Cỡ tụi thi hành án không? Cái lý nằm trong tay mình, mày sợ cái gì? Sợ thì không phải là con sợ, nhưng chú cũng thấy rồi đó, ổng đâu phải là tay dựa. Ổng đứng trước tòa, ổng dám nói đổi mạng. Con chỉ sợ là ổng thủ sẵn chất nổ hay lựu đạn trong người, chết con đó chú. Nó hù vậy đó, nó không dám đâu. Mày cứ tới thuyết phục đó. Còn nếu nó quan cố không chịu dọn đi á, tao sẽ có cách. Chú có cách gì chú? Mày cứ tới thuyết phục đó lần nữa đi. Nếu nó không chịu đi, về đây, tao sẽ cho mày biết cách gì. Đi đi. Dạ. Chú ơi, chú cầm giùm con đi chú. Chú đem về đi. Chú nhận đi chú. Con thấy ông Thịnh cư xử như vậy là có tình có lý lắm rồi đó chú. Đất là đất của ổng, theo đúng là ổng lấy lại khỏi đền bù cho chú luôn. Chú biết không, khi tòa vừa xử xong thì ổng lật đật sai con mang tiền qua cho chú liền. Con thấy ổng làm vậy là được rồi đó chú. Về đi. Chú cứ như vậy hoài cũng đâu có được lợi ích gì đâu chú. Mày đi về không mày? Chú làm gì vậy chú? Mày về nói thằng Thịnh, có chết tao mới rời khỏi đây. Nó muốn lấy khu đất này, phải bước qua xác của tao. Chú à, chú nghe con nói nè. Nãy giờ con đi quanh cái khu đất của chú rồi, con thấy chú cũng đâu có trồng tỉa gì để có hiệu quả kinh tế đâu chú. Theo con vậy, hay là chú cứ nhận cái số tiền này đi, rồi chú ra khu chợ mua một căn nhà, rồi con với chú cùng buôn bán gì đó. Con thấy vậy mà hay đó chú. Tao cần thằng nhóc con như mày vậy đòi hả? Đi về. Có gì vậy sao chú ơi? Tới. Dạ. Mày về. Dạ dạ. Nó có chứng từ đàng hoàng, chắc mình phải buông thôi. Buông cái gì mà buông? Mình thua rồi, không làm cái gì hơn được đâu. Với lại mình cũng đã lật tung cái khu đất này lên rồi. Anh Sâm, có khi nào có ai đó đã lấy nó đi rồi chứ? Mày đừng nói bậy. Chính mắt tao nhìn thấy, chính tay tao lấp đất. Nó ở vòng vòng khu đất này, nhất định tao kiếm bằng được. Rồi muốn đi đâu thì đi. Miếng đất này 20 hectare, hình dáng nó là vậy đó. Dạ, hình như miếng đất này là miếng đất mà chú giành lại từ cuộc tranh chấp đất của phiên tòa phải không chú? Nó đó. Bây giờ chú muốn thiết kế thành một khu công nghệ, mở văn phòng nè, nhà ở, nhà kho, rồi khu trưng bày sản phẩm liên quan. Bây giờ cậu cứ cầm về đi, rồi vẽ đi, khi nào xong tới đây bàn tiếp. Dạ. Dạ, vậy chú muốn khi nào xong chú? Đất coi như xong rồi, cố gắng lên, càng sớm càng tốt. Dạ. Chú ơi, không xong rồi chú ơi. À, thôi. Dạ, con chào chú. Ừ. Chào anh. Chào anh. Mày ngồi đi. Dạ. Làm gì như gặp ma vậy? Còn hơn gặp ma nữa chú ơi. Ông đó dữ dằn quá, con sợ muốn chết luôn. Nó làm cái gì mày? Dạ, ông rút con dao ra, mà con tưởng đâu ông rút súng hay lựu đạn ra chứ. Ông còn thẳng thừng tuyên bố, nếu chú mà muốn lấy lại miếng đất đó, phải bước qua xác chết của ông. Được rồi, rượu mời không chịu uống, thích uống rượu phạt. Mình phải thực hiện phương án 2 mới được. Phương án 2? Ừ. Chú nói đi, con làm liền cho. Sáng mai mày tới đây gặp tao. Ê, chuyến gì rồi trót lọt á? Tao thấy tụi mình có số vàng lớn, bây giờ phải đem giấu đi. Nếu một trong ba thằng bị bắt, không được khai nghe, để sau này chia ra. Mày nghĩ sao? Tôi thấy được đó. Tại vì bây giờ ghe mình cũng đã bị giữ rồi, mình đang chờ đóng ghe mới.
tạm thời mình cứ giữ chung nó đi, rồi trong chuyến đi tới mình trừ hết chi phí rồi chia luôn. Ừ, tao đang phân vân là không biết tụi mình giấu ở đâu. Ba thằng mình á mà cất vàng ở nhà nó khá mà lộ hết. Ừ, hay là mình đem lên miếng đất của anh tôi trên Đà Lạt á, mình chôn ở đó là yên tâm. Tao chỉ sợ chôn lâu quá rồi lại quên, biết đâu mà tìm. Quên sao quên được, mình chôn rồi vẽ sơ đồ lại. Nhưng mà mình chôn có mấy ngày mà. Ừ, hay sao quyết định vậy đi. Ừ, thống nhất vậy đi. Ừ, vô, vô. Mệt chưa, để tao. Nè, làm đi. Đưa tao cái cuốc. Nè, gãy lên đi. Cỡ này được rồi. Sao vậy được rồi? Ừ, phụ tôi một cái đi. Chưa tao một cây. Xong rồi. Ê, hả? Tụi mình phải làm dấu chứ, lỡ quên chết luôn à. Ờ, đúng rồi. Hơi đầu mấy ông lo. Đó cũng anh tôi mà. Nè, trước mặt không thấy hả? Cái cây chẻ làm hai không? Đó, rồi. Thấy cây kia không? Rồi cộng với cây này nữa, nó thành hình tam giác. Vậy sao lạc được? Chắc không. Chứ tôi nói thiệt nha, chỗ này mà ba thằng mình vô kiếm còn khó nữa, chứ đừng nói chi mình tôi. Bởi tôi nói cho mấy ông biết, nãy trên xe tôi toàn là ngủ không, nên bây giờ tôi không định hướng được đâu. Ê, mày tới đây làm gì tới mình? Ờ thì ý tôi nói là cái chỗ này khó kiếm á. Khó kiếm mới giấu. Ờ ha, thôi mấy ông im đi, để tôi vẽ cho nó xong. Ờ, vậy đi cho chắc ăn. Hai thằng mày vẽ cũng vô ích thôi. Số vàng đó trước sau gì cũng là của tao. Vô, vô. Làm sao để xử hai thằng này cho gọn gàng này? Ai? Hả? Rau này á, chia tiền mấy ông tính làm gì? Ừ thì cất nhà, lo cho mấy đứa nhỏ đi học, phần còn lại á để dành làm ăn. Chứ mấy vụ vượt biên sau này á, chứ chặt lắm, đâu có làm được hoài. Chắc tôi mua một chiếc xe chạy đường dài, còn ít vốn á để dành dưỡng già đó anh Sam. Anh Sam, sao tôi hỏi cái gì mà anh ngồi im re vậy? À, tôi lo cái vụ đóng tàu mới. Trời ơi, để từ từ tính. Lâu lâu mình mới được nhậu trong một cái khu rừng quanh du mát mẻ như vậy. À, nè, Quế. Ừ? Sao đất của ông anh ông rộng mênh mông vậy nè? Không làm gì để không uổng vậy? Ông lo mấy cái xưởng trên Sài Gòn chưa xong nữa, hơi đâu lo mấy đống đất này. À, vô, vô anh Sam ơi. Phải tách từng thằng ra đi xử mới được. À, thôi tôi đi giải quyết xíu à. Ờ, đi đi. Ê, thôi, tao ra đây chút.
Ông làm gì vậy? Mày định làm gì? Đưa bản đồ cho tao. Mày tính ăn một bên hả? Tao. Mày đừng chim xuống vẹt đó. Mày nó đâu? Nó đâu hung nạn? Nó là tao. Mày. 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 Bà muốn đi thì đi, nhưng để con Tâm lại cho tôi. Không, tôi không muốn con Tâm nó ở lại đây để chịu khổ. Ba. Ba. Mẹ. Đi con. Đi đâu mẹ? Mình đi á là mình bỏ ba một mình hả mẹ? Con không đi đâu mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng có bỏ ba mà mẹ. Con nghe lời mẹ đi. Đi với mẹ mà mẹ. Đi, đi con. Ba. Bà dẫn con Tâm đi đâu? Để lại cho tôi. Hả? Bà dẫn đi đâu? Bà dẫn nó đi đâu? Chào anh. Tôi có cho thằng em tới nói chuyện với anh rồi, nhưng mà anh đuổi nó về. Đúng ra là tôi không cần phải tới đây, nhưng mà tôi muốn giải quyết mọi chuyện im đẹp, không muốn mạnh tay. Sao? Anh có tính chuyển đi không? Dẫn công an dân phòng tới đây rồi mà nó là không muốn làm mạnh tay. Mày làm thử tao coi coi, tao chết chung với mày đó. Ông anh à, cái gì không phải của mình á là không bao giờ là của mình. Coi bộ vợ con anh á biết điều hơn anh á. Con ơi, không sao đâu con. Con đừng sợ mà. Ông ơi, ông để con chứng kiến như vậy mà ông thấy được sao? Thôi đi đi ông, bỏ đi mà. Không đi đâu hết. Đi đi ông. Thôi được rồi, nói chuyện đàng hoàng không được. Mời anh em thi hành án, làm nhiệm vụ đi. Lệnh cưỡng chế đây, chú đọc đi. Tôi không đọc, chú có biết chú đang chống người thi hành công vụ không? Tôi không chống ai hết. Đúng là không biết điều, đất của người ta mà tham. Anh em, cứ thi hành theo nhiệm vụ đi. Dạ. Trời ơi, ê, mày làm cái gì vậy? Đi đây. Anh Sâm, bố bà con tôi nó cướp đất giết người. Tôi nói giết người cướp. Anh Sâm, bà con ơi. Anh làm cái gì vậy? Tao chạy ra đúng rồi kìa. Ba. Sâm, tôi gian. Tụi mày vô đi. Tao liều mạng với tụi mày. Tao chết rồi báo chí có làm tụi mày giết người cướp của không? Sâm, ông ơi, giao cho tôi. Xin ra. Ông ơi, thôi, ông ơi. Thôi, có gì mời hai bên lên phường nói chuyện. Đi. Tao không đi đâu hết. Cút khỏi nhà tao. Bình tĩnh đi mà. Tao nói cho mày biết, mày đủ đến tao, đến bước đường cùng. Không chỉ một mẹ mày đâu, cả cái nhà mày, vợ mày, con mày, tao chôn hết luôn. Mày biết không? Động đi anh. Ông ơi, tôi xin ông à, ông về đi. Xin ông thông cảm cho, ông nhà tôi đang nóng tánh quá. Tôi xin ông à, xin ông thông cảm cho. Chú, hay là mình về từ từ tính sao chú? Cảm ơn đi mà. Mẹ nó, đúng là quá cố mà. Chú, tình hình vậy mình tính sao chú? Bữa nay là tận mắt chú chứng kiến luôn đó. Con nói chú đâu có tin, ổng là vậy đó. Mà mấy ông cưỡng chế này cũng dở ẹt, mới bị hù có chút xíu à, bỏ chạy hết trơn. Vậy mà cưỡng chế, cưỡng chế cái gì? Không lẽ mình chịu thua sao chú? Nè, cái thằng ở trong nhà đó là ai vậy? Tao thấy nó có mặt ở tòa mấy lần rồi đó. Dạ, ông đó là anh em bạn bè gì của ổng á. Hai người cùng lên đây phát quan trồng tỉa. Có lần ở tòa con thấy ông Sâm la ổng dữ lắm. Ổng nhìn mặt ông Sâm rất là điên. Theo con được biết, bà vợ ông Sâm và ổng chịu nhận tiền, chỉ có một mình ông Sâm là không muốn thôi. Được,
Mày cho tao gặp mặt nó đi. Ai vậy chú? Một người mà tao nghĩ có thể tác động được. Mày dẫn tâm đi đi. Dạ. Anh bị như vậy anh biểu chỉ đi rồi ai lo cho anh đây? Bây giờ mẹ con chỉ biết đi đâu đây? Tao thấy ở đây không yên ổn nữa. Tụi nó mà còn kéo tới, không biết tao làm tới chuyện gì. Tạm thời bà dắt tâm lên Sài Gòn lánh nạn thời gian đi. Ông à, bộ muốn ăn thua đủ với người ta như vậy sao? Bà tưởng tụi nó chơi hả? Anh tính thả mồi bắt bóng tới bao giờ đây? Cãi tao mày! Kiếm cái không có, bỏ vợ con lây lất. Anh nhìn lại đi, bao lâu nay anh được cái gì? Ông, bây giờ ông đuổi mẹ con tôi đi luôn phải không? Đi đi! Đi con! Mẹ ơi, con không đi đâu, con ở lại với ba. Ba! Đi! Đi vào khuất mắt tao đi! Anh Sâm! Chạy theo kêu chị lại chứ! Chào cô. Cô đừng sợ, con muốn dẫn cô đi gặp một người. Dạ mời cô. Chào chị, mời chị ngồi. Dạ. Chị ngồi đi, tôi không làm hại chị đâu. Ngồi đi cháu. Ngồi đi con. Dạ. Cháu dùng gì, sinh tố hay là kem? Dạ, con muốn ăn kem. Kem? Trời lạnh mà ăn kem sao cháu? Dạ, tại vì nó đi ngang quán kem, nó thấy người ta ăn kem cho nên nó thèm vậy thôi. Chứ thật sự nó có biết nóng lạnh gì đâu ông. À, thì ra là cháu chưa ăn kem lần nào. Phục vụ. Dạ. Cho một ly kem đặc biệt. Dạ. Chưởng cảm giác nha. Dạ. Thêm một ly cảm giác nữa. Dạ, có liền ạ. Dạ thưa ông. Ông xã nhà tôi tánh tình nóng nảy dữ quá. Có gì ông thông cảm và bỏ qua cho. Tôi biết. Tôi biết chị là người biết điều. Cho nên hôm nay tôi hẹn chị ra đây để nhờ chị khuyên ảnh giùm tôi. Kem của em đây. Ông cũng dạ thấy đó. Mẹ con tôi như vậy á, thì ông cũng biết á, là tôi nói không có được rồi. Tôi muốn nói cho chị biết, gia đình tôi sở hữu miếng đất này đã mấy đời. Ở nước ngoài về, tôi đã chứng minh giấy tờ đầy đủ hợp pháp. Tôi cũng đồng ý bồi thường tiền để cất nhà về đi chỗ khác, mà ông cứ cương quyết không chịu. Thắng kiện là đương nhiên. Chị giúp tôi thuyết phục ảnh á, nhận bồi thường, đừng để sự việc đi quá xa. Chị có thể cho tôi biết lý do gì mà ông cố thủ như vậy không? Kem của em đây. Ông cũng dạ thấy đó. Mẹ con tôi như vậy á, thì ông cũng biết á, là tôi nói không có được rồi. Tôi muốn nói cho chị biết, gia đình tôi sở hữu miếng đất này đã mấy đời. Ở nước ngoài về, tôi đã chứng minh giấy tờ đầy đủ hợp pháp. Tôi cũng đồng ý bồi thường tiền để cất nhà về đi chỗ khác, mà ông cứ cương quyết không chịu. Thắng kiện là đương nhiên. Chị giúp tôi thuyết phục ảnh á, nhận bồi thường, đừng để sự việc đi quá xa. Chị có thể cho tôi biết lý do gì mà ông cố thủ như vậy không? Tôi cũng có suy nghĩ giống như ông vậy đó. Nói thiệt với ông á, tôi cũng thắc mắc giống như ông. Nhất quyết ông không chịu nói. Nhưng mà có một chuyện. Chuyện gì? Ông với chú Tài tối ngày á, không có làm gì hết á, mà hai người á, cứ tìm kiếm cái gì đó mà tôi không có biết. Đêm nào cũng đào đào xới xới, sáng ra lắp lại. Tối thì đào, sáng thì lắp lại. Ông à, có lẽ là ông làm rớt một cái gì đó chắc có giá trị dữ lắm mà không có nói ra được. Dạ, cũng lâu lắm rồi. Tôi có hỏi chú Tài mà chú ấy cũng không có nói. Một cái gì giá trị lắm đây? Con à,
Cô ăn từ từ thôi, coi chừng bị đau họng đó. Không sao, chị cứ để cháu đã ăn thoải mái. Chị cũng đừng nói cho ông biết là chị đã nói tôi chuyện này nha. Dạ. Chắc là phải có điều gì bí mật lắm, cho nên anh mới giấu mọi người như vậy. Tôi mới phải nhắc ông chuyện đó. Tôi nói với ông mất cái gì thì cứ nói ra đi, rồi xin ông ở lại để mà tìm kiếm. Nhưng mà ông không có cho tôi nói. Ông à, ông cứ thủng thẳng từ từ cho ông được không ông? Đã không biết thì thôi, còn biết rồi á thì đâu có gì gấp gáp. Chị cứ yên tâm. Dạ, tôi cảm ơn ông nhiều. Mời chị uống nước. Dạ. Thằng em tao còn không tranh nổi với tao cái sản nghiệp này nên mới bỏ đi lang bạc. Tụi bay được cơ hồng đụng tới khu đất này. Cái gì nằm trên đất tao thì hiển nhiên sẽ là của tao. Thì ra là vậy. Nó kiếm cái gì mà tử thủ trên đất mình vậy? Một cái gì giá trị tới nỗi nó không nói được với vợ nó. Tại sao sau khi thằng Quý bị tai nạn chết nó tới đất mình ở luôn vậy? Vì nó không có chỗ ở hay là vì lý do nào khác? Chú, con vừa điều tra được một chuyện rất là quan trọng. Ngồi đây, ngồi xuống đây. Sao, có chuyện gì? Dạ, gia cảnh của ông Tài hiện tại rất là khó khăn. Vợ con thì bệnh hoạn, thuốc thang thì triền miên. Theo con được biết thì ông đang rất là cần tiền. Chú ăn đi chú. Mời. À, cậu nói là mời tôi ra đây có chuyện cần thương lượng, có phải là vụ đất đai đó không? Thật ra thì con nghĩ chú là người biết chuyện, cho nên con tính bàn với chú chuyện này. Tôi thì đâu có quyền hành gì, có chuyện gì cứ bàn với anh Sâm đi. Sao chú nói vậy được? Theo như con được biết, chú ở bên đó cũng bao nhiêu năm nay, chú có công khai phá ở đó, làm sao mà chú không có quyền được? Con nói vậy chú thấy đúng không? À, mà con nói thiệt á, con thấy ông Sâm làm vậy là không có được. Ông coi chú như người ăn kẻ ở trong nhà, lúc nào cũng nạt nộ quát tháo. Con thấy ổng đối xử với chú làm sao á. Cậu kêu tôi ra đây là để nói xấu anh Sâm hả? Thật ra cậu muốn gì? Chú, uống đi. Thật ra con cũng không có ý gì, nhưng mà tại vì con bất mãn giùm chú quá thôi. Nhưng mà mục đích chính của con mời chú ra đây để muốn chú gặp một người. Là ai vậy? Sao có lửa tấm vậy? Làm sao tìm được số dạng đây? Trời ơi, đâu hết rồi? Đâu lâu vậy? À, anh có tiền đó không? Gì? Thằng nhóc của tôi khổ quá. Bây giờ tôi phải về dưới quê để coi nó làm sao cái đã. Sao là sao? Nó bị hở tim, má nó bán bánh bèo ngoài chợ, phải nghỉ luôn để chăm sóc cho nó. Tôi tính nói mấy ông chia cho tôi 1-2 cây để lo cho nó.
mà thôi. Của chung mà, tự nhiên chia có mình tôi, kỳ. Mà giờ còn có mình tôi lo cho nó thôi. Có cho tôi mượn, nay mai tôi trả. Tao... Ủa? Mà Quý đâu sao không thấy nó vậy? Sao lâu quá chị? Không lẽ xỉn quá té ngoài. Cái thằng uống có mấy ly tệ vậy? Tôi nhớ nó uống được nhiều lắm mà. Ai biết. Nó đi thôi, đi ra ngoài tìm nó đi. Chứ để không thôi sai quá, ngủ luôn ngoài không biết đường vô đó. Tao phải đi kiếm. Đi. Quý ơi. Quý. Quý ơi Quý. Mày bỏ tụi tao hả Quý? Quý ơi, đâu rồi? Quý ơi. Quý ơi. Quý. Quý ơi. Quý ơi. Quý. Quý ơi. Quý. Quý ơi. Quý ơi. Quý. Hả? Sao rồi chú? Mọi chuyện ok rồi phải không chú? Nó chưa dứt khoát, nhưng có vẻ cũng xui xui. Nhưng mà ông Tài có nói tại sao ông Sâm không chịu đi không? Không. Ông này lạ thiệt, cứ khăng khăng đòi giữ đất của người ta, làm như đất của ổng vậy. Chuyện gì vậy? Ông sao vậy? Hả? Con. Dạ. Đi ra gọi ba vô ăn cơm nghe. Dạ. Ba ơi, ba ơi ba, vô ăn cơm đi ba. Con với mẹ ăn trước đi, ba ăn sau. Ba. Ừ.
Con gái, con ở đây thấy cực không? Tránh thời gian đi con, nhất định ba không để hai mẹ con vất vả nữa đâu. Con tin ba đi, không còn lâu nữa đâu. Con gái của ba muốn cái gì cũng được hết, ba làm tất cả vì hai mẹ con đó. Ba ơi, không sao đâu. Cái ông đó, ông hứa cho mình ở lại đây rồi, cho nên ba đừng có lo nữa. Con nói ông nào? Dạ, cái ông hôm bữa tới đây cãi nhau với ba đó. Hôm qua con với mẹ có gặp ổng, ổng nói với mẹ là đừng có lo, ổng sẽ cho cả nhà mình ở lại đây. Ổng còn mua cho con một ly kem bự vậy nè. Con nói cái gì? Mẹ con đi gặp ổng rồi hai mẹ con về đây à? Dạ. Ba, ba. Ừ? Sao bà dám đi gặp thằng đó? Bà nói gì với nó hả? Không có phải là tôi đi gặp, mà là người ta kiếm tôi. Người ta nói phải chi mình nói người ta một tiếng, người ta cho kiếm đồ, mà có khi ông còn phụ mình nữa đó. Đồ ngu! Tại sao bà dám nói với người ta là tôi đang tìm kiếm? Kiếm cái gì thì ông nói đi. Tôi nói gì sai sao? Tôi nói ông kiếm là kiếm cái gì á, tôi cũng đâu có biết đâu. Cho nên á, ngoài chuyện cầu xin người ta ra thì tôi cũng đâu có nói thêm được cái gì nữa đâu. Phải, tôi kiếm một thứ rất có giá trị. Ủa, vậy là ông đào để tìm hũ vàng đó hả? Tôi đã bỏ biết bao nhiêu công sức ra rồi, tôi không muốn trắng tay, bà hiểu không? Ông à, ông đừng có nghĩ tới số vàng đó nữa. Không biết có còn không mà kiếm nó chứ. Hơn 15 năm rồi, nếu như mà có hả, thì vợ chồng mình cũng đã thấy rồi. Đến đi, tôi tưởng tôi nói ra bà phải mừng. Cái con người gì mà đầu óc tối tăm. Nhưng bây giờ mình phải trả đất rồi, nếu mà có còn á thì cũng là của người ta thôi. Sao lại của người ta? Mồ hôi nước mắt tôi đổ trong đó, xương máu tôi đổ trong đó, đó là tương lai của con Tâm, là tuổi già của tôi với bà đó, bà biết không? Tôi muốn làm hai đấy, mắc một chút mà nó chắc chở được nhiều nữa. Vậy đi, anh muốn khi nào xong? Tôi muốn thời gian nhanh nhất anh có thể. Anh Tâm, anh đã bị bắt. Cảm ơn các bạn. Lâu chưa? Lâu mau ăn thua gì. Đợi anh từng ngày, sợ anh ra không biết tôi đâu mà tìm. Tao cũng nhớ mày ghê. Làm vài ly chứ hả? Nè, lâu dữ rồi có quên hơi men không cha? Đi. Tôi ra trước anh một năm rồi mà có mần ăn gì đâu. Trong anh về rồi, anh em mình tính. Cái vụ thố vàng đó không biết đâu mà kiếm. Phải chờ anh ra thôi. Không biết 10 năm trời có suy xuyển gì không? Sao suy xuyển được? Anh ra là trời thương rồi. Vợ mình xong nợ đời, lo lấy số vốn đó ra mà làm ăn.
Anh có chắc là chỗ này không? Chắc. Tôi nhớ hồi đó mình chôn ở cái chỗ có một cái thân cây nó chẻ làm đôi. Xung quanh là cây nhiều lắm. Tôi còn nhớ là có một cái cây khô nó ngã nó đè lên một cái cây khác nữa. Sao giờ không thấy cây nào hết trơn vậy? Cây khô người ta lấy làm củi bao nhiêu năm rồi, cảnh vật phải thay đổi chứ. Hơn chục năm rồi còn gì. Mà tôi nhớ cái miếng bia hồi đó rõ ràng là thằng Quý nó giữ, mà sao bây giờ tìm không ra ta? Có khi nào thằng nào đó nó vô đây nó mò ra rồi không? Ai mò ra được. Giờ anh tính làm sao? Cứ làm theo tao là xong. Ừ. Anh Sâm, uống nước cái đã. Anh Sâm, nhìn kìa. Có dân hái thuốc lấy củi tới kìa. Thiên hạ bắt đầu sầm xì rồi đó. Ê, ê. Chỗ này không được vô, đi ra đi. Sao lại giờ không được? Ở đây là đất quan mà. Tôi mua rồi, không thấy tôi cho người khai quan hả? Lần sau mà vô nữa tôi kêu công an bắt đó. Đi đi. Bị khùng sao á? Nè, bộ anh mua đất này thiệt hả? Ừ, lấy vào miếng nước coi. Ông à, có bao nhiêu vàng á cũng không đáng để ông đổi cả tính mạng của ông như vậy á, ông có biết không? Còn tương lai của con Băng Tâm á thì vợ chồng mình ráng làm rồi tiện tặng chắc mót cũng đủ trang trải mà. Đến. Tôi thiệt là hối hận. Phải chi ngày trước tôi ác, tôi không thèm kéo chú ấy đi theo. Giờ chú ấy muốn làm phản tôi, muốn chống lại tôi. Được, đừng để tôi biết. Nếu không á, đừng có trách tôi. Ông à, chú Tài cũng có nỗi khổ riêng mà. Với lại á, những gì chú ấy nói cũng không phải là không đúng. Sao? Bây giờ bà nghe theo chú ấy, muốn chống lại tôi chứ gì? Anh Sâm, anh Đào có thấy gì không? Đào hoài, đào hoài, đào hoài. Có thấy cái gì đâu. Tôi mệt lắm rồi, tôi chán lắm rồi. Mẹ nói thiệt đi, lúc mày đào một mình, mẹ có thấy vàng không? Anh không hả? Thấy vàng tôi ở lại cái xứ này làm gì nữa? Tại sao mày có ý định bỏ trốn? Mày giấu tao chuyện gì? Tôi không nói nhiều với anh nữa. Anh tham tới mức mất hết lý trí rồi. Mày. Thank you.
Thiệt tình đó là tôi thương chị với cháu, chứ nếu không là tôi nói dẫn cho ra lẽ rồi. Tôi biết ông nhà tôi sai, tôi đã khuyên ông rồi mà ông... Thiệt, tôi không biết phải làm sao nữa chú à. Không lẽ bây giờ tôi với chị phải chịu khổ với ảnh sao? Đã mười mấy năm rồi còn gì, tôi theo ảnh hết đào rồi xới, sống cứ đắp đổi qua ngày, trong khi vợ con tôi lại ốm đau bệnh hoạn. Tôi kiệt quệ rồi, không chịu nổi nữa đâu. Tôi hiểu. Chưa hết đâu, bây giờ tôi cũng bị liên lụy theo ảnh. Người ta tới đòi đất không phải là tay thường đâu. Người ta nói ngọt không nghe thì người ta chơi luật giang hồ. Lúc đó tiền không có mà cái mạng cũng không còn. Tới mức đó sao chú? Tôi không có dọa chị đâu, chuyện đã xảy ra rồi. Ông Thịnh chủ đất cũng là dạng có máu mặt, quá bụng người ta không nhịn được đâu. Chú Tài, nè, chú nói gì với vợ tôi đó? Tôi muốn phân tích cho chị hiểu, chuyện này không phải kéo dài được đâu. Chú muốn gì á, nói thẳng với tôi nè, đừng cố tình ly gián vợ chồng tôi. Chuyện không phải vậy đâu ông. Chú Tài chỉ nói sự thật, với lại chú muốn tốt cho mình mà thôi. Bà thì biết gì, chú ấy tốt vậy sao? Chú ấy chỉ muốn tôi giao đất cho người ta để nhận một chút tiền. Nè, tôi nói cho chú biết, ở cái đất này tôi có đi hay không á, chú cũng không nhận được đồng nào đâu. Anh nói như vậy mà nghe được hả? Bao nhiêu công sức tôi đổ vô đây, bây giờ anh muốn ăn cướp trắng hả? Tôi không ăn cướp, nhưng mà tôi không hèn nhát gì chú. Nếu chú sợ liên lụy, cút khỏi đi ngay, đừng cản trở công việc của tôi. Anh đừng hòng đuổi tôi, ngày nào chưa lấy được phần tôi sẽ đòi tới cùng. Nếu chú nói như vậy rồi thì một đồng tôi cũng không bố thí cho chú. Cút khỏi đi ngay. Chú ơi, chú ơi, chú Tài ơi, tôi xin chú mà, chú Tài ơi, thôi mà chú. Thôi mà chú, dù sao đi nữa hai người cũng là anh em với nhau mà. Mày. Ông ơi, tôi xin ông mà, ông ơi, tôi xin ông. Buông mà ra. Ông đừng có vậy nữa mà. Hôm nay chú dám đánh cả tôi thì coi như tình nghĩa anh em tụi mình chấm dứt. Bắt đầu từ lúc này, sống chết bằng kể chú. Cút khỏi đi ngay. Tôi cũng rất hối hận khi làm anh em với anh. Đã như vậy, từ giờ phút này đừng hòng tôi bán mạng cho anh nữa. Anh liệu mà sống, cái loại người như anh á sẽ có kết cục không tốt đâu chú. Tôi xin ông mà. Trời ơi, ra coi. Trời ơi ông, tại sao ra nông nổi như vậy chứ? Tôi hỏi thật, anh có muốn được chia một phần không? Có cách đó, chứ không phải là không đâu. Lẹ lên đi. Vậy dạ. Dừng lại. Nè, tụi mày muốn chết hay sao? Đất của tao mày dám đào? Với sức tôi với anh bây giờ á, không có đào được cái rương vàng đâu. Chi bằng mình tìm người góp sức, mình có hơn không? Không được, chú điên à? Tại sao cho nhiều người biết? Đây là người bên anh Thịnh qua giúp mình, có ít á thì mình chia ít, còn hơn là không có đồng nào. Không được, không thể vậy được. Dừng lại. Cái ông chết tụi mày chấp nhận tiếp cho tôi. Dừng lại. Buông tôi ra. Dừng lại. Tôi chém hết. Dừng lại. Không. Dừng lại. Không được đâu. Ông, có chuyện gì vậy ông? Thằng Tài nó phản bội tôi rồi, tôi phải giết nó. Ông ơi, không được. Ông đi đâu vậy? Không, tôi phải giết thằng Tài. Ông ơi, phải giết nó mới được. Ông. Thank you.
sao có lửa tắm vậy? Làm sao tìm được số vàng đây? Đâu hết rồi? Đâu lâu vậy? Vô. À, anh có tiền đó không? Gì? Thằng nhóc của tôi khổ quá. Bây giờ tôi phải về dưới quê để coi nó làm sao cái đã. Sao là sao? Nó bị hở tim. Má nó bán bánh bèo ngoài chợ. Phải nghỉ luôn để chăm sóc cho nó. Tôi tính nói mấy ông chia cho tôi 1-2 cây để lo cho nó. Mà thôi, của chung mà, tự nhiên chia có mình tôi. Kỳ. Mà giờ còn có mình tôi lo cho nó thôi. Có cho tôi mượn, nay mai tôi trả. Tao... Ủa? Mà Quý đâu sao không thấy nó vậy? Sao lâu quá chị? Không lẽ xỉn quá té ngoài. Cái thằng uống có mấy ly tệ vậy? Tôi nhớ nó uống được nhiều lắm mà. Ai biết. Nó đi thôi. Đi ra ngoài tìm nó đi. Chứ để không thôi sai quá, ngủ luôn ngoài không biết đường vô đó. Thật, tao phải đi kiếm. Đi. Ai. Quý ơi. Quý. Quý ơi Quý. Mày bỏ tụi tao hả Quý? Quý ơi, đâu rồi? Quý ơi. Quý ơi. Quý. Quý ơi. Quý ơi. Quý. 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 Quý ơi. Quý ơi. Quý. Hả? Quý. Hai mẹ con nó đâu rồi ta? Ê, ông tính lừa tụi này hả? Dạ, tôi đâu dám. Mấy chú ráng chờ chút nữa đi. Tôi lừa mấy chú thì tôi được gì? Mình cùng nhau kiếm tiền thôi mà. Thích á, thì tao xử một cái cho ngọt. Tao ghét cho cái trò chậu trực chú này nè. Dạ, anh hai. Giờ này vẫn chưa thấy con mồi tính sao đây anh? Mày cứ bình tĩnh, đợi đó đi. Dạ, dạ. Nè, họ tới rồi kìa. Bây giờ gì nghe, mấy chú tạm đánh mặt đi, để tôi nói chuyện cho. Tại vì mấy chú làm dữ quá, con nhỏ nó sợ. Kệ nó, khách sáo nó làm gì? Làm việc mày, đi, đi. Mấy chú ơi, mấy chú. Alo, cậu Tính hả?
Cậu đã hứa với tôi là không làm hại hai mẹ con họ mà. Không sao đâu chú. Nhưng ở đây mấy người này làm dữ lắm. Chú cứ lo việc tiếp đi. Nhưng mà... Không còn thời gian nữa đâu. Cái gì? Alo? Alo? Anh Trâm ơi, anh Trâm! Anh Trâm ơi! Anh Trâm ơi! Anh Trâm! Anh Trâm! Anh Trâm! Gì vậy? Lớn chuyện rồi! Chuyện gì lớn? Chị với cháu bị bắt cóc rồi. Cái gì? Hồi nãy á, tôi trên đường tới đây nè, tôi thấy mấy cậu thanh niên bắt chị và cháu bỏ lên xe chở đi rồi. Hãy bắt! Có khi nào ông Thịnh không làm chuyện này không ta? Chỉ có ổng mới ra tay bắt cóc chị và cháu thôi. Trời ơi! Tôi đã nói với anh rồi mà anh không chịu nghe tôi. Bây giờ liên lụy tới chị và cháu rồi, anh sáng bắt ra chưa? Để cha đó! Anh làm cái gì vậy? Anh bình tĩnh đi! Tôi nghĩ là ổng chỉ muốn thương lượng với anh thôi. Ổng không có muốn hại chị và cháu đâu, nghe. Không được. Mày bắt tao ngồi chợ ở đây hả? Mà không biết tôi tính vợ con mình sao? Không được. Tao đi kiếm tao giết chết nó luôn. Anh bình tĩnh đi. Chờ tôi một chút. Alo. Ông là... Sao ông biết tôi? Dạ dạ. Được rồi. Tôi sẽ nói lại với ông. Nó nói cái gì? Ông điện tới. Ông nói là muốn thương lượng với anh. Thương lượng à? Đúng rồi. Mẹ nó! Hả? Chú à, mọi chuyện đang tiến hành theo kế hoạch. Bây giờ chỉ còn chờ chú thôi. Tốt lắm. Chú, sao rồi? Mời chú ra xem. Đi. Mẹ ơi, ở đây là ở đâu vậy mẹ? Mẹ, mẹ còn không biết nữa. Mẹ ơi, sao mấy người đó bắt mình, còn trói mình lại làm gì vậy mẹ? Mấy người đó dữ quá à, con sợ. Bắt người ta, có ai không? Cứu, cứu mẹ con tôi với. Trời ơi, sao bắt mẹ con tôi như vậy chứ? Im lặng chưa? La lối cái gì đó? Con hồn thì câm miệng lại. Mẹ. Muốn chết hả? Các người có phải là đàn em của ông Thịnh không? Vậy chú Tài đâu? Kêu chú Tài ra đây gặp tôi. Im miệng đi. Tụi này không biết ai hết. Chỉ cần có tiền thôi. Có tiền á, muốn gì tụi này cũng làm hết á. Ừ? Chuyện này là sao chứ? Chú Tài nói với tôi á, là nói với chồng tôi á, trả đất cho người ta. Đã làm rồi mà. Mà tại sao lại bắt mẹ con tôi? Chú Tài đâu? Chú Tài ơi! Chú Tài! Bao ra đây! Bà đúng là ngu thiệt. Hai mẹ con bà đã bị thằng cha đó bắn đứng rồi. Đừng có ở đó mà kêu la nữa. Mẹ ơi mẹ! Mẹ ơi! Con sợ quá! Chuyện này là sao chứ? Có ai không? Có ai không? Cứu! Cứu mẹ con tôi! Bịt miệng lại! Mẹ! Bịt miệng lại cho! Mẹ! 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 Mẹ ơi! À, mày. Mẹ! Câm miệng lại! Con hồ thì ở yên đó! Chừng nào lấy được tiền á, rồi tính tiếp! Đi uống rượu mày! Đi!
Sao không thấy ai hết vậy? Có chắc ông ta hẹn ở đây không? Chắc mà, mình ráng chờ chút nữa đi. Anh làm cái gì vậy? Mày bị ông ta mua chuột phải không? Tôi không có. Mày phản tao, đúng không? Mày bắt vợ con tao phải không? Tôi không có bắt chị và cháu. Anh phải tin tôi chứ. Nói không có mà. Vợ con ở trong tay tao nè. Được lắm, chú làm khá lắm. Mày phản tao à? Tôi không chỉ riêng người bạn thân nhất của mày, mà kể cả vợ con mày cũng không đồng ý mày ở miếng đất đó. Tao nghĩ đến lúc này mày biết phải làm gì rồi chứ. Mày làm gì vợ con của tao hả? Chỉ cần mày cam kết trong ngày mai đi khỏi miếng đất của tao thì vợ con mày sẽ được an toàn. Mà không thì nếu tao không đi thì sao? Mày dọa tao à? Ta chưa bao giờ dọa ai đâu mày. Mày làm cái gì? Đừng ép tao vào đường cùng. Thôi mà, không được làm bậy nha. Chăm. Tao liên quan với mày. Thôi, không được làm bậy nha. Anh Chăm, mày nên nhớ, vợ con mày trong tay tao. Anh Chăm, mày bỏ cuộc đi. Mày đừng làm hại vợ con, đừng làm hại mình nữa. Anh làm gì có đáng không? Mày im đi, thằng Phản Phúc. Tao giết mày. Trời, định lại tao liều mạng với mày. Mày tao sống chết với tụi mày. Anh Trâm! Anh Trâm! Ông! Không! Chính ông là người xô ông Trâm xuống vực! Không! Ông giết người! Tôi tố cáo ông! Không! Chính mày! Mày nên đạp ông ta xuống vực! Không phải tao! Không phải tao! Ông đừng nhậm máu của người! Cứu tôi! Cứu tôi với! Mày nói đi! Cứu tôi! Ai giết? Mày nói đi! Tôi không tố cáo ông! Ông đừng buông tay! Tôi sẽ nói số vàng cho ông nghe! Tốt! Mày nói đi! Nói! Số vàng! Tụi tôi chôn trong đất của ông á! Mày nói thật chứ? Cứu tôi! Cứu tôi! Được! Tao sẽ cứu mày! Đừng trách tao! Chính tụi mày đã ép tao! Alo. Dạ, chú nói chuyện với ổng xong chưa chú? Để con kêu tụi nó thả hai mẹ con họ ra. Rồi tiền bạc mình tính sao? Bây giờ con thấy chú cũng không nên ra mặt làm gì. Mọi chuyện không diễn biến theo chúng ta đâu. Dạ. Chú nói sao? Tuyệt đối không được thả mẹ con nó ra. Rõ chưa? À, ai vậy? À, à. Nè, sao con lại ở đây vậy? Hả? Ba, con đã thấy hết rồi. Ba đã hại hai chú đó. Có phải ba đạp hai chú đó xuống vực không? Tầm bậy. Mày là con đít, không được chen vào chuyện người lớn. Đừng có nói bậy. Nhưng mà chính mắt con đã thấy. Con thấy ba đẩy hai người đó. Cấm miệng. Con không im. Con nhìn thấy tất cả rồi. Mày. Chính mắt con nó nhìn thấy. Nè, Nam, con hãy bình tĩnh. Nghe mà nói nè. Đó chỉ là tai nạn thôi. Chứ ba không có giết người. Ba không có xô họ. Không liên quan tới ba. Con hiểu không? Nè, con đừng có nói gì hết. Nếu không á, ba sẽ bị mất tất cả. Ba còn phải vào tù nữa. Con hiểu không? Nếu như ba không làm, tại sao ba lại sợ? Ba không làm, nhưng mà mọi người sẽ không tin ba.
họ sẽ làm khó ba, con hiểu không? Còn nữa, nếu ba ngồi tù á, con với mẹ sẽ ra sao? Rồi còn tương lai của con nữa. Nam, con là con của ba. Ba làm mọi chuyện là vì con thôi, con hiểu không? Không, ba làm tất cả vì lợi ích của ba. Con không tiếp tay cho ba đâu. Nam, nghe ba nói nè. Con không nghe, con không nghe. Cầm mày. Mày định nhớ, mày là đứa con duy nhất của tao. Nếu mày nói ra hết chuyện này là chính mày hại ba mày đó. Mày sẽ trở thành đứa con bất hiếu, hiểu chưa? Tao nói cho mày biết, không ai có thể cản được việc làm của tao. Nhớ đó, im lặng, coi như là không biết chuyện gì xảy ra, hiểu chưa? Đi, về nhà, đi. Cái gì? 50 triệu mà ông đòi tụi này giết hai mẹ con đó hả? Không có đâu. Xử luôn hả mày? Im. Một giá một, 100 triệu. Ông nói với ông chủ của ông á, giết hai mẹ con tụi nó thì dễ như trở bàn tay thôi, mà chơi như vậy á thì không có được. Nói ông hào phóng một chút đi, không thì đừng trách tụi này trở mặt, mất công mệt lắm đó. Giờ mày tính sao? Sao cái gì nữa, lỡ rồi á thì làm tới luôn đi. Nhưng mà xong vụ này á, mày phải chia cho tao phân nữa nha. Mày ăn cho hết luôn đi, làm xong á mày lo dọn dẹp cho gọn gàng kìa, không á là chết cả lũ. Uống nhanh đi còn vô làm việc. Làm ly đi, rồi vô chung kia. Chạy, chạy đi con, chạy liền đi. Đi đi con, chạy đi con. Có chết á, thì mẹ con mình cũng chết. Con không có bỏ mẹ lại một mình đâu. Con ơi, con chạy đi. Con không chạy đâu. Con chạy đâu. Về nói cho ba biết, ba tới cứu mẹ mà. Con không chạy đâu. Không kịp đâu, con chạy đi. Con không chạy đâu mà. Đi đi con. Mẹ, con tháo được rồi mẹ. Đi đi con, lẹ đi con. Đi, lẹ lên, lẹ lên. Vô làm việc, đi. Đứng lại. Chạy đi con, chạy lẹ đi con. Lẹ lên đi con. Đứng lại. Đứng lại. Sao? Giải quyết xong chưa? Lẹ đi con, chạy lẹ đi con, nhanh lên con, lẹ đi. Đứng lên, đứng lại, đứng lại, đứng lại chưa, đứng lại. Mẹ, con chạy đi, mẹ đứng dậy đi mẹ. Mẹ, con để mẹ, con bắt mẹ, mẹ đi, con chạy đi mẹ, chạy đi, chạy đi con. Đứng lại, chạy đi. Thank you.
Mẹ, có ai không? Có mẹ không với? Có ai không? Đừng. Mẹ ơi mẹ, mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Đừng khóc, không kịp nữa rồi. Mẹ, con ở lại chăm sóc bà giúp mẹ. Mẹ ơi mẹ, mẹ, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ. Mẹ, có ai không? Cứu mẹ con với, có ai không? Mẹ ơi, tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Con cứu mẹ mà mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi. Nè, Lưu ông có chết không? Sao chết được mà chết? Không có chết đâu, bà đừng có lo. Cái mặt ông thấy sơ quá. Ông ta như vậy không chết là may lắm rồi. Ông không chết, nhưng lờ ông làm chuyện gì phạm pháp, tôi với ông bị liên lụy đó. Bà nói cũng đúng đó. Bây giờ mình phải làm sao ông? Hay là mình đi báo công an đi? Thôi đi, ông còn yêu lắm. Để cho ông nằm 2-3 bữa nữa, ông tin lại rồi mình tính. Để sáng mai tôi ra chỗ đó coi có gì khác thường không. Lỡ ông bị ai hại rồi sao? Lúc đó ông tỉnh lại mình hỏi. Ừ, ông đi hỏi cho kỳ ha. Ông lo cho ông đi, tôi đi nấu cơm đây. Tìm thấy xác một phụ nữ trong rừng, cách đó không xa, dưới vực là một xác đàn ông không rõ danh tính. Có chuyện gì vậy? Sao không ăn đi? À, không có gì. Tính hả? Mày đang ở đâu? Tới đây gấp đi. Tới nhanh lên. Anh qua kia đi. Qua kia hả anh? Ừ. Chết mình rồi, sao tự nhiên rước cô nơ vào nhà? Con mụ giờ mình nói bậy bạ vậy mà trúng. Nè, có chuyện gì mà công an đông qua vậy? Nghe nói cướp của giết người gì đó mà. Đã chở đi một người rồi, hình như là còn một cái xác phụ nữ nữa đó. Còn một cái xác nữa? Ờ, hình như là ở trên đó rớt xuống đó. Dạ. Ừ.
ông đi hôi sao rồi? Không phải một người, mà tờ hai người lần. Một đàn ông, một đàn bà. Gì, ông đi là ai? Không biết nữa, ăn cướp hay là bị cướp. Giờ mình làm sao ông? Hay đi báo công an đi. Tin rồi. Tin rồi kìa, ông tin rồi. Báo chí đăng rồi đó, một xác nam, một xác nữ. Mình đi xác minh coi chính xác là ai. Nếu như cái xác đó không phải của ông Sâm thì sao chú? Con sợ ông quay về làm trùng mang mọi chuyện lên là mình chết chắc. Nếu Sâm chết rồi mà vợ nó vẫn còn sống thì mình cũng chết. Mày hiểu không? Chú nhắc con mới nhớ, bà cũng biết hết chuyện của mình rồi còn gì. Mặc dù không có bằng chứng để tố mình, nhưng ai cũng biết mình với hắn đang tranh chấp. Như vậy là phiền phức lắm. Bằng mọi giá mày phải đi xác minh coi hai người đó là ai, về nói cho tao biết. Đi đi. Dạ con đi liền. Không lẽ ông chết thiệt rồi sao? Mẹ. Nam, sao con không ra ngoài một chút cho khuây khỏa? Suốt ngày ở trong phòng như vậy không có tốt đâu con. Nam, con bị té thiệt hả? Nếu bị đau ở đâu phải nói cho mẹ biết để con đi khám, chứ để chấn thương bên trong sẽ nguy hiểm lắm đó. Dạ không, con không sao. Mẹ đừng có lo. Mà con bị té thiệt hả? Sao mẹ thấy con lạ quá vậy? Con có sao thiệt mà mẹ. Con té làm sao? Nói cho mẹ nghe coi. Té làm sao mà trên người không có một vết trầy xước nào trơn vậy nè? Hả? Nam, con sao vậy? Nói cho mẹ nghe. Ba. Ba làm sao? Con mà nói ra đó, không những ba vô tù mà mẹ con cũng không yên được đâu. Không có gì hết. Nam, không có gì hết. Nè, con sao vậy? Hả? Mẹ, hay là mình về Sài Gòn đi mẹ. Ủa, không phải trước giờ con nói là con thích ở đây lắm sao? Tự nhiên bây giờ lại muốn về Sài Gòn. Bây giờ con không có thích nữa. Con không có muốn ở lại đây một giây một phút nào nữa hết. Nam, về đi mẹ. Không có đi đâu hết á. Ông, bà ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với con. Nhưng mà... Đi đi. Thì ra là cái này. Con đọc tin tức ở trỏng rồi hoang mang lo sợ, muốn về thành phố chứ gì. Chú đó thiệt sự là chết rồi hả ba? Ba không biết. Nhưng mà chú đó đâu có tội gì đâu. Ba đã nói là ba không biết, cho nên á ba mới cho chú tính đi dò la tin tức coi sao. Mà ba nghĩ á, chắc không phải là chú đó. Nếu đúng là chú ấy á, người ta đã đăng tên tuổi và hình ảnh lên rồi. Mà nếu thật sự là chú ấy đi nữa thì ba khẳng định ba không làm gì sai hết. Con đừng có lo sợ, cứ bình thường đi. Nhưng mà mỗi khi ba vẫn muốn con đi về Sài Gòn mà. Nhưng bây giờ ba đã đổi ý rồi. Ba muốn con ở đây một thời gian nữa để ba rèn luyện cho con cứng cáp hơn, hiểu chưa? Ôi Giang ơi, về đây giúp con đuôi con ma ra khôi nha con đi. Con ma ơi ra coi nha con đi. Con ma ơi ra đi. Ra.
Đại ca, đại ca. Dạ. Đủ rồi đó. Tụi bay làm liền đi. Dạ. Phải chắc chắn hai cái xác đó là vợ chồng xong. Nếu không, phải điều tra cho kỹ tung tích ổng bả đang ở đâu. Dạ. Và đứa dạ. Con gái nữa. Dạ, em hiểu. Đi đi. Anh sao rồi? Đây là đâu vậy? Tôi đang ở đâu vậy? Đây là nhà của tôi. Tôi của ông ở Dực về mấy ngày nay đó. Nam Xuân, ông đang đi đâu? Cái chân còn đau đó. Có phải xảy ra vụ cướp không? Ông có biết gì vụ cướp không? Ông bị cướp hay là có cần báo công an không? Không, đừng báo công an. Tôi chỉ muốn về nhà. Thôi, cái chân con đau, nằm nghỉ đi. Nằm xuống nghỉ. Tiền bạc không thành vấn đề. Được rồi, cứ vậy mà tiến hành nha. Thôi nha. Chào anh, tôi Thịnh đây. Cái vụ miếng đất của tôi đó anh, bây giờ người ta đã bỏ đi rồi, tôi tiếp quản luôn được chứ? Người ta có đi khỏi á thì anh vẫn phải nộp một số tiền, gọi là tiền bồi thường cho phía nhà ông Sâm. Mà bên đó tự nhiên sao đi vậy? Nghe nói là ông cương quyết ở đó mà. Vợ chết, chồng bị mất tích, con bị tâm thần, mà vẫn phải bồi thường sao anh? Đúng, anh vẫn phải bồi thường cho đứa con gái đó. Mà nhà đó sao tan nát hết vậy? Tôi cũng không biết nữa. Vậy bây giờ phải tìm cho bằng được đứa con gái đó anh. Đúng vậy. Nếu nó chưa đủ tuổi thì giao cho người giám hộ hoặc là đơn vị giám hộ. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Ok kìa. Ừ. Mình qua kia đi. Ừ. Xuống mày. Ừ, khỏe đi. Đi nhanh lên coi. Ôi dạ, từ từ mày. Ê, bà già, cho hỏi chút coi. Mấy ngày nay có thấy ai bị thương đi ngang qua đây không? Một người đàn ông á, thấy không? Người đàn ông bị thương. Phải, người đàn ông bị thương. Không thầy. Thiệt không? Không tin hồi chi. Đi đi. Thầy. Ê.
Nè ông, hồi nay có người kia mà ông đó. Ông coi chừng đó nghe. Muốn giết người. Ông đi la chưa? Em nghe anh ơi. Đâu, hai đứa bay kiếm được chưa? Dạ kiếm được rồi anh. Còn sống hay chết? Gặp ở đâu nói chuyện đi anh. Mà anh nhớ mang theo tiền nha. Ủa, mày đâu tìm được đâu mà mày nói tìm được mày? Sao mày ngu vậy? Kiếm được hay không kiếm được sao nó biết? Mình bỏ công đi kiếm là phải có tiền thù lao chứ. Ờ hả? Mày thắc mắc quá, đi mày. Đi, đi. Ông nè. Có gì đó. Ông coi sao nghe. Chứ tôi thấy vậy là không có ôm đâu đó. Không ôm là sao? Hồi nay lúc tôi đang giặt đồ, có hai thằng bư bư vậy nè, đi lại hồi kiếm ông, mà cái mặt thấy ghê lắm đó. Ông có muốn chết lại luôn không? Ờ. Mà cái gì là lắm. Tôi nói với ông, có hai thằng kiếm ông, cái ông nói cái gì? Giết người, giết người. Rồi, công an đi, công an đi. Ông coi mà tin đó nghe chưa? Để tôi vô nói chuyện với ông xem sao. Ừ, ông đi đi. Ừ. Ông già ơi. Ông già. Ủa, ông này đi đâu rồi cả? Ông đi mất tiêu rồi. Làm sao mà mất? Mới tức thời nói chuyện với tôi mà. Chắc là sợ bảo công an nên ông bỏ đi rồi. Mày đi chắc lanh quanh trong làng, không đi xa đâu. Hay ông đi kiếm. Để tôi đi kiếm coi. Kiếm cái gì mà kiếm? Người ta đi rồi thì để người ta đi luôn đi. Kiếm về làm gì? Ông đi bằng chuyện của ông kia. Con tôi đâu? Vợ tôi đâu? Có ai thấy vợ con tôi đâu không? Con tôi đâu? Vợ tôi đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Không nữa đâu. Vợ tôi đâu? Con tôi đâu? Vợ tôi đâu? Con tôi đâu? Cái xác người đàn bà, cái xác đó ra sao? Anh con người nha, bị mất tích à? Cái xác đó ở đâu? Tôi phải đi đâu tìm cái xác đó? Tôi chỉ nghe bên bàn bên có xác người phụ nữ, nhưng công an định khám xét và chở đi rồi. Chở đi rồi? Chở đi rồi à? Tôi không phải được, đi tìm vợ được. Của tôi. Ông con đau lắm, nghỉ đi. Tôi phải đi tìm vợ con tôi. Tôi phải đi tìm vợ con tôi. Ông bình tĩnh đi. Tôi phải đi tìm vợ con tôi. Chú ơi. Chú ơi chú. Chú ơi chú. Chú. Ngồi đi. Dạ thưa chú. Đã có tin của ông Sâm rồi. Sao? Còn sống hay chết rồi? Dạ chết rồi. Chú mới nghỉ địa đó chú. Chắc không? Nè. Có tin tụi nó được không? Có kiểm tra chưa? Dạ con đã đến tận nơi kiểm tra rồi chú. Người dân ở trong bản không ai là không biết. Ừ.
Vậy còn con bé? Con bé nó giống như người bệnh tâm thần, nó còn sống cũng như chết rồi. Tốt. Từ nay á, tuyệt đối cắt đứt liên lạc với tụi nó, hiểu chưa? Dạ. À chú, còn chuyện khu đất mình tính sao chú? Luật sư làm việc với tòa rồi, chuyển tiền bồi thường qua hội chữ thập đỏ cho con bé xong, sau đó tiến hành thủ tục hợp thức hóa đất và có giấy phép xây dựng luôn. À, dạ, vậy con chúc mừng chú. Vợ tôi đâu? Con tôi đâu? Có ai thấy vợ con tôi đâu không? Chà, anh cho tôi hỏi, cái xác người phụ nữ mới chôn ở đâu? Rồi cái cô gái đang ở đâu? Anh làm ơn cho tôi biết đi, tôi năn nỉ anh đó. Xác khám nghiệm xong thì cho chôn ở bên nghĩa địa kia kìa. Còn cô bé buổi sáng hôm đó có người trên máy ấm gì đó, hội chữ thập đỏ đưa đi rồi. Bà tha lỗi cho tôi chỉ muốn cho bà và con được sung sướng, nhưng không ngờ rốt cuộc mới để cho bà nằm cái nơi lạnh lẽo như vậy. Tôi biết bà trách tôi nhiều lắm, bà hận tôi nhiều lắm. Tại tôi mà gia đình mình đi tán như thế này. Bây giờ tôi thân tàn ma dại, ngày cả tôi dẫn đứa con gái về cũng chưa làm được nữa. Bà ơi, cứ nằm ở đây, bà tha lỗi cho tôi nghe. Tạm thời cứ để cho tôi từ từ, khi nào ổn định tôi sẽ rút khôn về nghe bà. Mày vẫn còn sống à? Mày phải chết, tao sẽ giúp mày gặp lại vợ mày. Mày hãy với con tao, giờ đến giết tao nữa sao hả? Không, chính mày đã ép tao, lỡ rồi
mày còn sống thì tao phải chết. Thế cho nên mày muốn giết tao à? Không có dễ đâu. Bằng mọi giá tao phải lấy lại tất cả những gì của tao. Tao sẽ bắt mày trả giá những gì mày gây ra cho tao. Tao sẽ trả thù. Tao sẽ trả thù. Em thấy mình là hoa hồng nhỏ, tình nồng thắm như mặt trời xa. Wow, con gái bà hát hay quá. Bây giờ mình ăn cơm đi. Rồi ăn cơm, cả nhà mình ăn cơm. Con gái của mẹ hôm nay đáng yêu quá. Nè, ba gấp cho con nè. Dạ, con cảm ơn ba. Nè, nè, anh gấp cho em nè. Con gấp cho ba nè. Thịnh à, mày phá nát gia đình tao, cướp hết mọi thứ của tao. Ông trời để tao sống là để trả thù. Tao không tha cho mày đâu. Không bao giờ, không bao giờ. Tao nhất định phải bắt mày nếm trải những gì mày đã gây ra cho tao. Không bao giờ. Tao phải trả thù. Tao phải trả thù. Chú thấy đó, mặt bằng sắp xong rồi. Cậu cho làm hết cái đống đất đó đi. Dạ. Tụi con sẽ tiến hành xây dựng từ bên đây qua bên kia. Ê, ông kia. Chú cẩn thận. Ông làm gì vậy? Bắt con gà, bắt con gà. Làm gì ở đây hả? Bắt con gà, bắt con gà, bắt con gà. Nè, thằng điên này đâu ra vậy? Ông già, bắt con gà. Ông vô đây làm gì hả? Bắt con gà, bắt con gà. Ông đi khùng chú ơi. Con gà cút đi. Đừng điên. Thôi chú lên xe trước đi. Bắt con gà. Đã. Tôi nói cho ông biết, nếu chút nữa tôi quay trở lại đây mà còn thấy ông đừng có trách. Biến. Mày định giết tao để đoạt luôn hũ vàng à? Không dễ đâu. Rồi mày sẽ thấy, nợ máu hôm nay tao sẽ đòi lại gấp bội, kể cả số vàng kia. Thank you.
Ông ơi, sao lại nằm đây? Tỉnh dậy ông ơi, tỉnh dậy đi ông. Ông ơi, mấy hôm nay ông đi đâu vậy? Không ăn uống gì sao mà đại siêu vậy? Tôi đi rình. Đi rình? Mà rình ai vậy? Có tìm được vợ con không? Vợ tôi chết rồi. Con tôi cũng bị người ta đưa đi mất rồi. Giờ tôi chẳng còn ai nữa. Ai hại gia đình ông vậy? Sao không đi báo công an? Mình nói không chứng cứ thì ai tin? Có tiền, có quyền, có thế. Nhưng tôi không để nó yên đâu. Tôi trả thù xong, tôi sẽ rước con bé về. Thôi đi, người chết thì cũng đã chết rồi, thù hận không được gì đâu. Ở dưới tôi nghèo, nghèo mà có cái ăn, ở dưới tôi đi. Ông đi. Ông ra tôi nói ông nghe cái này. Cái gì đó? Ông nghi sao mà ông kêu ông đo dây ơ tiếp dây? Tôi không có chiều đâu nghe. Tôi cho ông ở vài bữa rồi cất nhà trên giường cho ông ơ. Mình cũng cần người trồng rau giữ giường mà. Nhưng lỡ ông chết chung, ông có chiều không? Tội nghiệp, giờ chết con thất lạc, còn còn một thân một mình. Mình đã thương người thì thương cho trọt để được lại cho con. Ông mừng sao ra thì mừng, tôi không có biết đâu đó nghe. Khu đất rộng này biết chừng nào làm xong mày ơi. Làm cứ làm đi, chừng nào xong thì tính. Tiếng sáo đâu vậy mày? Có khi nào có ma giống người ta nói không mày? Dớ dẫn ma đâu mà ma, có ma sống có. Xuống kiểm tra đi. Chết người hả? Dạ. Con có nghe người trong kho kể lại, tối hôm qua khi nghe tiếng sáo, hai người họ chia nhau ra đi canh gác. Mãi đến khi nghe tiếng la, mọi người chạy lại mới phát hiện được vụ việc. Nọc rắn cực độc, người đó bị rắn cắn chết ngay tại chỗ. Nhưng có một điều lạ là xung quanh đó có những hoa hồng trắng nhúng đầy máu.